Sau hàng nhà nội địa xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc máy lọc khí Daikin. Đây là một trong những cái mẫu huyền thoại của hãng, bán rất là chạy, rất là nhiều các bác khách hàng ưa chuộng. Vì sao nó bán chạy thì em bán cái này rất là nhiều rồi, chắc là nhiều bác xem clip thì cũng hiểu được vì sao nó bán rất là chạy. Thứ nhất là mẫu mã của nó khá là đẹp thôi nha, Daikin ánh trăng mặt nguyệt. Mặt nguyệt hay gọi ánh trăng hay vầng trăng hay cái gì đó. Đẹp. Con này thì các bác nhìn bên em làm rất là đẹp, trắng trẻo, tinh tươm, đẹp luôn nhé. Một con máy đẹp xuất sắc luôn, cực đẹp. Mẫu mã Daikin vầng trăng. Riêng Daikin thì nó có cái sự cứng cáp riêng của nó. Mỗi một hãng nó sẽ có một cái đặc thù riêng các bác nhé. Daikin mọi thứ, tất cả cơ hết. Cơ thì nó có cái đặc ưu điểm, ít hỏng, chả có gì để hỏng. Nó cũng giống như mấy cái xe Toyota đây các bạn. Ít trang bị thì ít hỏng. Chắc chắn, không có dâng, không gì như Panna. Sự nổi đồng cuối đá của Daikin thì không cần phải nghĩ các bạn nhé. Một con Daikin vầng trăng, công nghệ Eco, siêu tiết kiệm điện. Hẹn giờ khóa trẻ em này, các bạn có thể tắt giảm ánh sáng bằng cái nút này. Đấy. Buổi tối mình không muốn nó sáng lên thì mình tắt đi, giữ ảnh hưởng giấc ngủ. Đây, hẹn giờ tắt này. Và ở đây, con này thì dòng trăng này có thêm cái tính năng đó là lọc khí khử mùi nhanh trong vòng 1 giờ. Chạy trong vòng 1 giờ nó tự tắt. Đây, đây hẹn giờ bật. Eco rồi. Đây ta bật nguồn. Đây ta bật ion. Đây là chế độ lọc khí nhanh, khử mùi nhanh. Lọc khí khử mùi nhanh. Đây chế độ buồng. Ngày hanh khô các bác dùng điều hòa, các bác cho nước vào buồng tăng độ ẩm lên. Đây là các cái tốc độ lọc khí khác nhau, nhanh chậm tự động các kiểu turbo. Trên đèn báo đây thì các bác nhìn thấy cái hàng đèn này thì nó sẽ có lúc nó sáng tất, có lúc thì nó sáng một hai đèn thôi. Cái đèn này càng sáng nhiều thì càng thể hiện cái tốc độ lọc của nó cao hay là nhanh hay là chậm đấy. Nếu ít đèn thì tốc độ lọc chậm, mà nhiều đèn tốc độ lọc nhanh. Đây là các cái đèn báo cảm biến bụi mùi thứ thôi. Đỏ thì là phòng bẩn, xanh thì là phòng mình sạch. Đèn báo phần trăm độ ẩm, độ ẩm hôm nay khá là cao các nhé. Trên 90% thì máy nó chỉ báo đi 90 thôi. Đây chính là cái công nghệ mà bảo sao mà cái mẫu Daikin này vẫn được ưa chuộng các bác này. Nó có hai cái cột lọc tính điện này. Thực ra trong này thì nó rất đơn giản, có hai cái sợi dây thép gắn vào hai cái đầu cực điện cực này. Trong này nó sẽ có phần mạch điện nó cấp điện lên đây. Đây. Cấp điện lên đây thì bụi vi khuẩn nấm mốc này. Trước khi mà đi vào màng HEPA hoàng HEPA này thì phải đi qua cái cột này. Nó sẽ tiêu diệt ở đây trước, sau đó vào đây. Đấy. Các loại muỗi vùng quay vào đây thì cũng chắc là cũng chết luôn. Thôi nhá. Rồi là thanh timer khử khuẩn này. Đấy, bản Daikin này thì nó có 5 cái cấp độ lọc. Đầu tiên là lọc bằng màng hai cột tĩnh điện này, một này. Tiếp đó các bác nhìn thấy là đây nó có một cái màng thô nữa này. Nó khá là cẩn thận nhé. Màng thô này tất cả cái bụi mịn to là bay vào đây, bám vào đây, rửa đi được ạ. Tiếp theo cái màng quan trọng nhất đó là màng HEPA. Màng này lọc bụi mịn 2.5 PM. Màng này thì các bác dùng khoảng đôi năm có thay một lần tùy vào cái lượng bụi nhà mình. Đấy. Khi thay thì cái này em bán loại tốt nhé. Loại tốt là 300.000 các bác ạ. Các bạn nhìn lại tốt cái nan này của nó này, làm rất là đều đẹp. Còn cái than hoạt tính trong này thì mình khi mình dùng thì các bác có thể rửa đi phơi khô nhé. Cái này thì cũng không cần thiết phải thay thường xuyên đâu. Dùng mình phơi khô đi, rửa nhẹ phơi khô rồi mình lại dùng được tiếp. Đấy. Đấy là 5 cái cấp, 4 cấp lọc rồi. Tiếp theo đến nữa là cái cấp khử khuẩn bằng công nghệ timer này nữa, để gọi là 5 cấp lọc của Daikin. Chung là dòng Daikin đồng hồ vuông này, rồi là vầng trăng, ánh trăng này này. Thì theo như em làm nhiều thì em đánh giá với cái tầm giá bây giờ thì thật sự nó cũng là đáng, rất đáng để cho các bác mua. Còn đương nhiên thì mỗi người nó chuộng một cái hãng khác nhau, chứ không phải là cứ Daikin mà mình có cái cột lọc tĩnh điện này thì mình làm bá chủ được đâu. Đúng không ạ? Có người thích Panna, có người thích Sharp cả. Mỗi hãng nó có một cái ưu điểm riêng. Nhưng mà đây như cái Daikin này nó có cái ưu điểm hai cột lọc tĩnh điện này thì cũng quay giới thiệu cho các bác để các bác nắm được về nó nhé. Con này thì cái tầm tiền bây giờ bên em đang bán nó 3 triệu bảo hành 1 năm nhé.
đầu biến áp điện 220V rồi, các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam mình luôn, rất là tiện. Đây. Còn đây bên này nó là phần bình nước bù ẩm này. Đấy. Mình dùng thì muốn bù ẩm thì có cho nước vào bình thôi, xoáy cái núm ra, có đổ nước vào. Rồi cho nước vào đây. Rồi cho nước vào bình này, rồi úp vào đây thì nó sẽ có cái bánh xe này nó quay. Quay các bác nhá, thì nó sẽ hút cái hơi ẩm ra, bù ẩm của bọn lọc khí này nó rất là mịn. Đấy, nó sẽ hòa vào không khí rất là tốt, chứ nó không bị hạt to như là của các cái dòng máy phun sương bình thường. Nói chung là hàng tiêu chuẩn Nhật mà Daikin thì khi cái con này nó sản xuất, cái con này nó là cái model cao cấp nhất đấy, có cái giá thành khi sản xuất nó cũng khoảng gần 20 triệu đấy. Nhưng đến bây giờ họ không làm mấy đâu, họ bây giờ họ cắt đi rồi hai con lọc tính điện này các con này, vì sản xuất ra cái giá thành nó khá là cao, cạnh tranh nó khó trên cái thời điểm thị trường bây giờ, cho nên là nó cũng bị cắt giảm đi. Đây, cái model này thì thật sự là nó cũng rất hợp lý các bạn nhé, 3 triệu mình mua mình dùng cả đời luôn các bạn. Riêng về hỏng hóc thì các bạn không phải lo, những linh kiện của nó rất là dễ, cái gì cũng có, một con máy mua dùng được cả đời luôn các bạn. Vâng, nên sắm một chiếc. Đấy, rất là tốt cho các nhà, đầu tiên là mình bảo vệ sức khỏe gia đình nhà mình, thứ hai là nhà của em bé này, các bác lớn tuổi rồi, các bác bệnh đường hô hấp, viêm mũi nhất ấy, hoặc là hút thuốc, thì các bác sắm con máy này nó rất là hay, đủ tính năng luôn. Rồi, clip em nói dài rồi, chào các bác nhé.